Chiếc bếp từ Kangaroo này nó cái bị cái bệnh cái loạn loạn của gì ấy mọi người ạ. Mình ghim điện cho chúng ta tham khảo này. Loạn về cái phần cảm ứng ấy. 1.500 này. Mình chờ một chút nhá. Đấy, nên lại tự lên chuyển sang S3 là 2.400. Không hiển thị E0 gì à? Không hiển thị E0, không có lồi gì mọi người ạ. Mình đặt lồi lên nó cũng chả ăn dòng gì đâu nhá mọi người nhá. Con này mình cũng không hiểu nó bị cái kệ gì nữa luôn, cứ loạn loạn kiểu gì ấy. Hotpot này không ăn dòng, quạt chạy vù vù thôi, không báo lỗi E0 hay là gì cả mọi người ạ. Nó cứ kiểu như là nó đơ đơ kiểu gì ấy, buồn cười lắm các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn có lạnh nhá các bạn nhá. Mình cắm điện lại này thì quạt đang không chạy, sau đó mình ấn on này. Đấy, quạt chạy thì tức là con vi xử lý ở trên về mặt đã xuất lệnh xuống con ở dưới là nhận được lệnh rồi các bạn ạ. Nhưng mà nó cứ nháy nháy, các bạn thấy không, nó cứ nháy nháy loạn loạn này nhá. Rồi mình sẽ tháo ra xem nó lỗi gì nhá, buồn cười kinh. Nói bên trong của nó mọi người ạ, nhìn thì cũng có rất nhiều phân gián các thứ mọi người ạ. Đây con này nó chỉ chạy con TM1628 này, con này không có chương trình gì cả. Con này là có chức năng chỉ là hiển thị led thôi và các led 7 đoạn cái thứ thôi. Còn cái con này phần cảm ứng của nó là do con IC vi xử lý này đảm nhận luôn rồi. Và nó sẽ con này sẽ giao tiếp xuống con vi xử lý ở phía dưới đấy. Và chúng nó đã giao tiếp được cho nhau lên, dẫn tới là ấn lên nó mới có tác dụng quạt chạy đây mọi người ạ. Mình cũng chưa rõ là con này nó lỗi gì mà nó loạn loạn như thế. Mình thử tháo bò dưới xem nào. Bếp này có thợ sửa rồi mọi người ạ. Các bạn để ý này, bởi vì mình thấy đã có tem, cái tem nó đã bị tháo mà. Cảm biến nhiệt RT này đã từng thay này, không rõ là trước là hỏng gì này. Các bạn này đã động chạm nhiều thứ nhá mọi người nhá, nhưng mình chưa rõ là nó phải lỗi cái gì. Mình ghim điện cái mình kiểm tra thử xem nào. Đáng lẽ như này nó phải báo được E0 cơ các bạn nhé. Nó phải hiển thị cho mình được E0 khi không có lỗi cơ, nhưng con này nó không hiển thị như thế. Thế mới tài. Mình chưa rõ về lỗi gì đâu, để mình sẽ mò thử xem nó lỗi gì cho mình chia sẻ cho nó nhanh nhé. Bo này thì mình có nhiều bo này lắm, bo xã xác này. Như này nó phải báo E0 nữa các bạn ạ, khi không có lồi ấy. Đang bật đo đạc thì 1.500 nó hiển thị chữ 7 loạn như này này. Tắt nó chả đạt được, nhưng tắt vẫn có tác dụng này. Chúng ta này, tắt không tác dụng gì luôn. Cứ như là bị phần mềm lỗi ấy. Mình có vừa ghim điện mình đo thử 5V lên cho vi xử lý thì nó ok, cho trên này ok này, mình đo kiểu này, này. Trên con tụ 104 này. Đường nhận biết điện áp đầu vào một cái là 1.9 thì như hơi cao hay sao ấy. Đường nhận biết tần số ấy, một cái 2.6 thì ok, mình cũng chưa rõ là lỗi có ở viên này dẫn tới nó bị loạn không. Buồn cười kinh. Nó cứ loạn loạn đấy mọi người ạ. Không cả tắt được luôn. Rút điện ra thì nó reset mà. Đấy. Không hiển thị được nữa này mọi người này. Như là giao tiếp giữa con này và con TM1628 có vấn đề ấy, nên ra nó hiển thị bị không được đúng mọi người nhé. Nên là
máy in chập hay là con TM1628 này lỗi, để mình thử xử lý cái phần loạn loạn này đã. Nó sẽ có cái đường giao tiếp cho nhau mà. Đây cũng đúng là bếp này đã đem đi thợ nhưng thợ trả về sao đã có làm linh tinh rồi này mọi người này. Đấy, phải những cái bếp mà nó không còn di bản. Sau một hồi thì mình cũng mò ra được cái vị trí lỗi. Con lỗi còn linh kiện khá là hay. Mình sẽ cho chúng ta tham khảo nhá. Vừa nãy mọi người để ý ấy, là mình đo trên hai cái đường ACDS mình thấy có sự cố. Bởi vì ấy, bình thường ấy nhá, một cái mạch bếp từ của thằng Kangaroo và những loại khác ấy, nó sẽ có đường nhận biết ACDS gồm có hai đường. Một đường là nhận biết độ lớn nhỏ thì nó đi qua con, là bờ đầu tiên nó hạ qua con 270k này, sau đó nó chia thành hai nhánh. Một nhánh nó đi qua con 820k này, nó sẽ đến một con tụ lọc, thì đấy là nhận biết độ lớn nhỏ. Thì cái đường đấy nó chỉ rơi vào tầm khoảng gần khoảng tầm khoảng 2V thôi. Gần trên dưới 3V. Tức là nó rơi vào khoảng như vậy mọi người nhá. Tức là mình đo sẽ rơi vào khoảng 2,5 đến 3V chẳng hạn đấy. Còn một đường nữa là đường nhận biết tần số thì nó sẽ qua con 820k này. Song song với con tụ 1-2 này. Thì cái đường đấy thì thường mình đo sẽ chia sấp xỉ 1V thôi chứ không hề cao được, nhưng vừa nãy mình đo thấy nó cao đấy mọi người, tận 2V đấy. Nên mình có đánh vào cái đường đấy thì mình tìm ra được cái lỗi các bạn này. Mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo về hai cái đường đấy để mình tìm ra con linh kiện lỗi nhá. Nó không phát xung ấy, nó không báo E0 ấy mọi người ạ. Còn đâu cái lỗi bị loạn là do con này nó ẩm thấp, tí nữa mình sẽ cạo vệ sinh đi mọi người nhá. Con này nó có hai lỗi. Thì điện áp chỉnh lưu cả bán kỳ tại vị trí đây chưa được lọc, sẽ được hạn qua con 270k đến đây trên hai nhánh này. Một nhánh nó đi chỉ đi qua con 8220k thôi ấy nhá, nó sẽ đi theo cái đường này, nó sẽ được phân áp về mát này rồi được lọc vào con tụ này. Thì cái đường chân này chính là chân nhận biết độ lớn nhỏ của điện áp, bởi vì nó con tụ san phẳng mà. Tiếp tục một đường nữa này, nó đi qua con 820k nữa và đi qua con 102 xong sau nó sẽ đi theo cái đường này. Đây chính là cái đường nhận biết tần số. Và cái đường này nó chỉ sấp xỉ 1V thôi, nhưng hiện tại mình đang đo vừa nãy nó đi hơn 2V một chút đấy mọi người nhá. Nó đi theo cái đường này này. Nó có một con tụ 221 dập về mát này, dập nhiễu này. Một con 5K1 cũng dập về mát này, để phân áp này. Thì sau đó nó đi tới cái chân này. Đây chính là chân nhận biết độ tần số nhá, và hiện tại là điện áp tại đây đang sai khác. Và nhà sản xuất luôn sử dụng một con, có một con chữ một con diode này. Một là 448 này, để cái điện áp đây không vượt quá được 5V mọi người nhé. Tức là nó có xung đỉnh ấy, thì là cái 5V nó ở đây nó vượt quá 5V nó sẽ tràn qua con này để đi được về cái đường 5V. Nó thiết kế như thế mọi người nhé. Rồi mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo. Mình đã kiểm tra mới đầu thì nhiều trường hợp ấy, điện áp ở đây mà cao lên ấy, thì không bao giờ có điện trở giảm chỉ số đâu. 820k giảm chỉ số nó tăng đâu, mà đa số mình hay gặp là 102 này bị dò. Tức là dẫn từ đây sang đây nó như là điện trở nữa thì nó sẽ tăng cao lên. Hoặc là con 5K1 này bị đứt chẳng hạn. Con này thì mình cũng không cần kiểm tra, bởi vì nếu mà nó chập ấy, thì là nó sẽ bị tốn mất cơ. Mình có kiểm tra con này không sao, 102 không sao, và mình có kiểm tra tiếp thì nó hỏng con như này đây. Để chúng ta sẽ hiểu về cái mạch của nó một chút nhá. Mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo về cái lỗi hiện tại của nó, và sau khi mình xử lý thì nó sẽ khác nhá. Mình ghim điện này. Mình lấy mát tại chân đây đi, cầu âm của diode cũng được. Mình đo cho chúng ta tham khảo này. Đây những đường nhận biết độ lớn nhỏ này, thì con này nó phải rơi vào hơn cao hơn chưa, chứ không thể thấp như này được mọi người nhé. Nó là 2 mấy cơ, chứ không phải là 2V được. Và cái nhận biết tần số này nó chỉ trên dưới 1V thôi mọi người nhé. Hiện tại bây giờ nó đang là tận 1,2V này, cao hơn này các bạn nhé. Nó sẽ đi tới đây này, tới con IC đây này. Đấy, nó rơi vào 1,3V đấy mọi người ạ. Mình có kiểm tra thì không còn nó lỗi cả. Và cái lỗi của nó là ở đây này. Con này không biết là đã đem thợ rồi nhưng thợ không tìm ra hay sao ấy. Sau đó mới chuyển cho mình, bởi mình thấy thợ cũng đã động nhiều chỗ mà. Các bạn để ý nhá. Con 4148 này thì đây chính là đường 5V này. Đây chính là cái đường mình không rõ là có phải là đường 5V không. Đúng rồi, đường 5V đấy mọi người nhá. Để nó ví dụ như ở đây điện áp cao quá nó sẽ tràn qua, và chính con DZ này, con 4148 là đang bị dò. Mình có thử, mình chưa hút, mình chưa động đến nó đâu các bạn này. Nó vẫn còn nguyên bản đấy, nó ra đấy nhá. Mình có cắt ở đây ra, những cái đoạn này là do thợ trước cắt nhá. Mình cắt ở đây ra để mình cô lập cái một chân của nó này.
mình cắt ở đây ra để mình cua lập cái chân ca tốt của nó để mình đo cho chúng ta tham khảo nhé. Và nó đã có độ giò rồi. Chính vì cái độ giò này dẫn tới là cái nguồn 5V này nó lại giò qua ngược trở lại sang cái đường ACNET, đường nhận biết tần số, dẫn tới đường nhận biết tần số nó điện áp nó dâng cao lên đấy. Và con vi xử lý này nó phát hiện ra lỗi thì nó không phát xung, không báo E0 đấy, và nó bị như bị treo đấy. Chắc bạn gặp này, đo nó từ K sang A nó thông rồi nhỉ, các bạn thấy không, nó đã thông rồi, nó giò đấy mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ thay vào đấy, sau đó là lấy trên chính cái mên xác này luôn, đúng của nó luôn. Sau đó mình đo cho mọi người tham khảo là cái nguồn của nó sẽ giảm xuống nhá. Chết kiểu chết giò mọi người ạ. Không chết hẳn đâu. Đây là con iốt bảo vệ đường ấy thôi mà. Nhưng cuối cùng khi nó chết nó lại dẫn ngược lại. Nó dẫn nó bù áp sang cái đường nhận biết tần số ấy, dẫn tới đường nhận biết tần số nó cao hơn đấy. Khi nó cao hơn như này thì con vi xử lý nó phát hiện ra lỗi thì là nó sẽ khóa. Nó khóa và nó như là bị loạn đấy mọi người ạ. Hay là mình không biết là do cái cảm ứng trên kia nó lỗi không, tí nữa mình sẽ phải kiểm tra phần cảm ứng kia nữa. Con này chúng ta bỏ đi nó cũng chạy nhá mọi người nhá. Nhưng mình cứ thay cho nó an toàn. Đây mình sẽ thay rồi, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo xem nó còn độ giò nữa không. Vẫn để thang đo 10K nhé, đo từ K sang A này. Đấy, nó không thông nhé mọi người nhé. Và đo ngược lại nó lên mà. Chính vì thế tí nữa mình đo cho mọi người xem có đúng cái đường này đường 5V không. Nó bù sang, chứ không phải nó bù cả hẳn sang 5V, hoặc là nó sang cả 5V đấy. Nhưng mà nó có con điện trở, con tụ kia dập về mát thì nó sẽ tụt đi ấy. Mình đang bị dị ứng thời tiết, cứ bị sổ mũi các bạn ạ, ngạt mũi. Mình ghim điện và mình đo cho chúng ta tham khảo xem nó có khác không nhé. Đường nhận biết độ lớn nhỏ này nó vẫn là 2V thôi, mình không hiểu tại sao nó thấp này, hay là do con này nó thiết kế như thế, mình cứ kệ đi. Nhưng cái con này nó đã xuống còn có 0,7 thôi nhá mọi người nhá, chứ nó không bị vọt lên cao lên tận 1,7V nữa nhá mọi người nhá. Và mình xem cái đường bên này có phải là 5V không này, chuẩn của 5V nhé mọi người nhé. Chính vì cái 5V nó tràn sang bên này dẫn tới cái đường này nó bị cao đấy. Bình thường nó chỉ khoảng 0,7V như này thôi mà mọi người. Và bây giờ mình sẽ thử xem nó phát xung không nhé. Mình mới kiểm tra đến đấy mình phát hiện ra lỗi, sau đó mình lại bật máy quay, chứ mình cũng chưa thử. Khi nó phát được xung thì là con này không có nồi, nó báo E0. Mình sửa cái thằng kangaroo này nhiều lắm thì mình biết được. Con này tí nữa phải cạo lại hết những cái đường cảm ứng này nữa, bởi vì nó đang bị không chuẩn mà. Như là nó tự nhận lệnh linh tinh ấy. Mình tắt điện cho chúng ta nhìn được cái lỗi của nó nhá. Mình bật này, bây giờ mà xem nó báo E0 tức là nó phát xung ấy nhá. Tự tắt luôn. Cảm ứng không có vấn đề, có vấn đề mà. Đấy, mình nghe đến tạch tạch rồi. Nghe không chuẩn nhá. Mình nghe đến tạch tạch phát xung rồi nhá mọi người nhá. Đấy, nó phải như thế này cơ, chứ nó không bị loạn như vừa nãy. Thử xem nó bắt lồi luôn không. Cắm ổ qua bóng đèn trước nhá. Nó phải chạy, nó phải báo được E0 các bạn ạ. Đấy. Đặt nồi lên này. Đấy, như vậy là phát xung ok nhá. Phát xung dẫn tới nhá sáng và tắt bóng, tắt nguồn đấy. Rồi. Đã chạy này, mọi người này. Cảm ứng chán lắm, tí nữa mình phải xử lý cả cảm ứng mà. Như vậy là chạy ok mọi người ạ. Con này thì và cũng không bị loạn nữa, không bị chạy loạn linh tinh nữa mọi người nhá. Cái con này thì mình sẽ cạo và vệ sinh lại cảm ứng nữa, vì cảm ứng mình thấy bị phân gián nên nó sẽ không ổn. Còn cái ban chính của nó là bị loạn đấy mọi người ạ, bị loạn và không phát xung nên khách mới đem đi sửa mọi người nhé. Thôi, cái video của mình kết thúc ở đây nhá. Ban khá là buồn cười và đơn giản, nhưng mà chúng ta phải nắm bắt được những cái nguyên lý
của nó thì chúng ta mới tìm ra được, như cái người trước ấy là họ không tìm ra nhá. Chào tất cả mọi người.